Chào các bạn nha, này mình xôm đây. Mình Tuấn đây. Đấy thì các bạn, hôm nay nhá, có hai ông em các bạn, với một ông anh mình, một ông em nhá, đang muốn thử thách làm diều diều sáo các bạn. Thì hôm nay mình sẽ thử thách em nó nhá, làm diều đuôi hình tam giác các bạn ạ. Nhưng mà có muốn phần thưởng không? Có nhá. Thưởng á? Quay lại trở lại. Ví lại trở lại. Quay lại hơn xưa. Ai giờ. Cần nhá. Rửa. Ui, sao? Quay lại trở lại. Ví lại trở lại. Quay lại hơn xưa. Bạn này mình xôm đây. Tuấn đây. Mèo đi đây. Đấy các bạn, hôm nay có hai ông em nhá. Đấy đây, ông em này lần trước cũng thử thách rồi nhưng mà hôm nay về đây thử thách lại các bạn nhá. Liệu bây giờ chơi có chiến được hơn lần trước không? Ui. Làm bao nhiêu hôm? Đấy. Được, làm được. Đấy, tập ở nhà bao nhiêu hôm vậy ạ? Đấy. Tập suốt là chắc có qua đây chắc là mấy tháng trời luyện tập, chắc là giờ quay lại nó hại hơn xưa các bạn nhá. Nói chung là cũng ăn hại hơn xưa. Không biết là có ăn hại hơn xưa không, nhưng mà bây giờ mình sẽ thử thách hai em nó nhá. Làm diều đuôi hình tam giác các bạn ơi. Nếu mà ai mà làm nên được các bạn, nên được nhưng mà phải nên lâu các bạn nhá, chứ không phải nên mà nên được cái là xuống luôn thì không tính các bạn nhá. Phải nên đỗ được tầm độ 10 phút các bạn ạ. Thì mình sẽ thưởng cho bộ còi này các bạn ạ. Đấy, bộ quay đảo thôi nhưng mà để cho các em nó có sự cố gắng nha các bạn nha. Liệu có làm lên được không? Được. Này, toàn nào bụt thôi các bạn ạ. Đấy, đội này toàn nào bụt thôi nha. Được. Đấy, có mỗi bạn em Tuấn này làm khá là chất các bạn nha. Giờ biết làm diều rồi các bạn ạ. Giờ mình chỉ sợ mất bộ còi này thôi các bạn ạ. Thôi, bắt đầu làm chưa? Bắt đầu làm luôn nha các bạn nha. Chiến. Vắt xong rồi nhá, bây giờ bắt đầu buộc rồi này. Còn em bên này chậm hơn, vẫn chưa xong ạ. Tay đã trở lại nhưng mà lợi hại gần bằng xưa các bạn này. Vẫn chưa xong rồi. Khá là đẹp các bạn ơi. Em trai thì vừa bị em trai bẻ mất một khung các bạn ạ. Đây, còn con này chuẩn bị lên cũng khá là đẹp. Bọn nó xui. Bực nhiều. Nó xui mua về cho làm công đi. Phép tao lại phải bỏ mày.
Được rồi, đã buộc à, xong cái lái siêu to khổng lồ đúng không? Đây lái siêu to phải không? Dông của bà Tân. Cái gì này? Siêu dẻo. Biết làm sao không? Tại anh giỏ keo. Đừng nghe người ta phải ấy xong người ta mới giỏ keo. Đây mình giỏ keo trước nó vặn rồi không? Nó giỏ keo nó đích xoay được khung. Đừng nghe chưa giỏ keo cái này vội kìa. Chơi giỏ keo vội. Chơi giỏ keo vội mà nó bị nó khung nó vặn đi. Xong rồi nó kéo lên nó không kéo được. Đừng em phải chưa rổ keo nó xoay được khung thì nó còn đấy được. Giờ rổ keo chết rồi thôi. Cắt mẹ ra rổ keo lại. Đây quán ơi, hai em đã làm xong hai con siêu phẩm quán nhá. Rồi. Một con thì đây. Nào rồi các bạn xem nào. Hay đẳng cấp phết các bạn ơi. Rồi một con là siêu cắt. Con này của em nó lúc đấy sau lấy hai khung ngắn các bạn nhá. Rồi. À rồi các bạn xem nào, siêu phẩm của cún nó à. Rồi. Siêu phẩm sừng trâu một con siêu cắt. Sừng trâu. Một con siêu siêu cứng. Siêu tròn. Nào. Siêu cắt. Nhéo lên được không? Nhéo lên được không? Được. Nào. Đây chỉ đâu? Ở ngoài lúc đấy bỏ ra. Đây bạn nhà rơi bạn xem nào, đứng gần nào rơi bạn xem mặt trước nào, đâu con lý đâu rồi. À con lý nhá. Rồi mặt trước nha. Đấy, hình tam giác khá to, siêu to khổng lồ. Đấy. Yeah. Nào quay mặt sau à. Rồi, khá chất chơi. Em cảm nghĩ nào khi làm nên con siêu phẩm này? Sướng. Chất không? Dạ. Thế làm như này đã ưng ý em chưa? À rồi. Đây thế còn cún. Mẹ. Quá buồn. Không được như ý à? Đợt này nó không được như ý mấy. À gợi đầy quá. Như sừng trâu này là không được, tí bị bẻ ngay. Tí bị bẻ ngay. Lên là bẻ luôn nhá, uy tín lắm ấy. Không lên là bẻ luôn à? Tí cứ chuẩn bị này. Chuẩn bị đâm không lên là bẻ thật luôn ấy, không đùa đâu. Không, tinh nha, điều này là rất chi là dễ lên rồi nhá. Lên là bẻ thật luôn. Nào. Có mấy quay. Đi làm sao chứ? Làm trứng này. Ok. Đây. Rồi thế rồi. Xong đời rồi. Xong đời nhỡ gì? Rồi nào. Vừa lánh lánh lánh. Lánh lên đấy, con này lên đấy. Khá chất. Đây siêu phẩm này mình đã em nó đã xin của mình rồi nhá, mình đã cho bạn. Đấy. Nhòn ngay. Gió thôi các bạn ạ. Khá đẳng cấp ạ. Đây bạn. Sừng trâu cực chất. Sừng trâu cực chất, siêu phẩm sừng trâu. Lên. Ôi. Không phải nào ta chơi quả lưỡi liềm đây, coi như là hai bên này là hai bên lưỡi liềm để đâm vào hai bên là thua cuộc. Wow. À. Lên rồi các bạn. Nhưng cái có gió ạ, à? Không biết thế nào ạ. À? Phải có gió mới tính, lúc nào có gió. Phải đỗ chứ, nó đã bảo phải đỗ 10 phút còn gì nữa. Không có gió. Nên thì có lên các bạn, nhưng mà phải đợi có gió các bạn ạ. Đây em nó háo hức được đâm ngay các bạn nhá. Tại vì chưa có gió. Lên rồi nhá. Rồi lý đi. Lý đâu rồi? Lý
siêu phẩm siêu cánh cắt sừng trâu đây cực chất đây nha các bạn này rồi siêu cong đấy bạn làm nếu làm diều này làm siêu cong này rất chia dễ lên luôn nha các bạn rất chi dễ lên cảm nhận thế nào khi đối thủ à quên khi anh nó làm một con diều cá chất này rất vui á à? Nhưng mà có em đâu mà có vui nhưng mà em thích em vui thôi vui kìa vui kìa đây, vui kìa anh em vui kìa anh em để khá là được nhưng mà mỗi một cái cánh vảnh lên một cánh vảnh xuống khá là đẳng cấp các bạn á như trong trống ạ trong trống đâu lên mà lên lên tròn nào xoay nhớ bạn nha. À lên. Quay đều quay đều quay đều. Cứu cung bao quanh. Con từ châu mình quá là cấp đi. Đấy em làm việc lên. Cứ nhiều tao uốn con. Nê. Lên rồi. Chưa chết cả. Lánh á, chỉ nha. Mày giữ đây. Mày giữ đây. Rồi. Ôi. Nánh bên tay phải rồi. Nánh bên tay phải rồi. Đây, chưa quả. Đi ra giữa này. Đi đuổi theo ăn, cứ đuổi theo ăn. Đi đi, vít đi nhanh đi. Rồi. Đi đi. Nhanh đi. Đi nhanh hết cỡ vào, cuốn chạy theo, một đoạn. Đi đi, đi nhanh nào. Đi lên, đi ra đằng kia, quay, đi ra đằng kia. Đấy. Các bạn ơi, thì hai siêu phẩm này các bạn nhá, con này cực chất luôn các bạn, cánh cong siêu sừng trâu các bạn. Đấy, thì con này lên, còn con này cũng lên nhưng mà lên là siêu quay, siêu đẳng cấp các bạn ạ. Quay siêu trong chóng, cảm nghĩ nào khi diều mình quay là làm quay nhau ha. Ai vui. Đây em quay cái này. Siêu quay này là quay như trong chóng này, không phải nằm trong chóng đúng không, cũng nằm diều chóng đúng không? Ừ. Khá đẳng cấp bạn nhá. Yếu làm diều chóng. Đến lần sau dám thi thố với cú này đâu. Luyện lại á, phải luyện lại nhá, nha lần sau để rút kinh nghiệm nhá. Đây, qua đây thì anh cún mình nhá, làm con diều này nên khá là ác, nói chung là mình chưa đâm được nên 10 phút lúc đầu mình bỏ đâm lên 10 phút nhá. Mình bỏ rồi, mình làm 9 con thì 10 con à, làm 9 con thì 10 con lên nhá. Đấy các bạn ạ, thì lúc đấy bỏ là nên 10 phút mới được tạ sáo như hôm nay, chưa lên được 1 phút mình cũng tạ sáo các bạn, đấy đẳng cấp qua đây, đấy. Đấy các bạn nhá, tặng cho em nó về đâm các bạn này, bộ quài ạ, rất có xịn xòa các bạn. Đấy. Rồi. Rồi, nắp của con này mà đẳng cấp đi. Rồi, nắp thử con này chất không? Nắp thử cóng được không? Con này làm nắp vào lên. Đây quả sáu con gì ấy, của đây. Không cần sáu con nắp. Đấy cảm nhận nào khi làm lên siêu phẩm lên khá đẳng cấp này. Bình thường bởi vì nhưng mà con này như nữa đâu nên có gió to thì to nên nó xoay làm nào. Xoay á, xoay cho lèo cừ xuống. Đây, diều khá đẳng cấp nhếch các bạn nha, siêu nhếch, siêu nhếch, đấy, đây là siêu nhếch mà lên, đấy các bạn em được giải nhất các bạn, giải nhất nhất là khi lên đâm được chưa đầy 10 phút các bạn, nói chung là khá là chất, nói chung là con này lên trăm các bạn, đấy. Cầm thử xem nó sướng không? Đấy, cầm thử. Đấy, cầm thử sướng nhá. Video mình kết thúc nhá, chào tạm biệt các bạn. Bye. Bye.